Hiện nay đây là một bên tay thì không có làm việc được. Đã như thế thì hiện nay là phải nhờ sự. Mua hai cái điện thoại đó là mới mua trên mạng, chưa có góp tháng nào hết trơn. Chưa trả được xong tháng nào. Mới 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 đóng mua có xong. trước, có mua mới mới đóng trước 2 triệu mấy, còn chưa đóng tháng nào hết trơn. Gọi là hai điện thoại không là đã cả trên dưới 10 triệu rồi đúng không ạ? Trên dưới 10 triệu à. À, còn chưa kể tiền là Tiền với thẻ thẻ ATM. ATM. Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay Công Trần tiếp tục tiếp nhận một thông tin một chị gái từ quê từ Đồng Tháp các bạn về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng với các anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm kiếm có thể một người bạn mới quen lừa đảo chị như thế nào. Thì kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết cái video này. Dạ, xin phép xin chào chị. Chị có thể chị giới thiệu là chị họ tên là gì được không ạ? Đó là Võ Thị Thi. Dạ. Võ Thị Thi. Võ Thị Thi nha. Rồi, chị ở đâu đi tới? Ở Hồng Ngự Đồng Tháp. Hồng Ngự Đồng Tháp à. Rồi. Chị có thể chị nêu rõ cái lý do hôm nay chị về đây để nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải. Như nhờ các đồng mạng với Võ Thanh Hải gì đó nhờ giúp tìm một người bạn lừa gạt này nọ. Mới quen trên ấy cũng gây tình cảm này nọ. Mình không ngờ người đó lấy đột đi hai cái điện thoại với tiền bạc này nọ. À. Chị mới quen người ta trên mạng. À, hai người có gọi là có thân mật nhau không chị? Cũng có quen, cũng có ăn ở rồi. À, có ăn ở thân mật rồi. Nhiều lần không chị hay là sao, hay là cũng mình gặp nhau mấy lần? Gần tháng này là ở chung nhà luôn hả? Không, mỗi người riêng. Ở riêng. À, nhưng mà cái lý do gì chị cũng biết lâu không? Mới gặp lại. Lâu lâu gặp nhau một lần. À, cái người đó là chị có thể là chị nói rõ là họ tên là gì không? Tên Phin. Họ tên Phin Chóc. Phin không biết. Phin Chóc. Phin Chóc là chị biết như vậy là cái người bạn mà chị chia sẻ là Phin Chóc. Nhưng thực sự là chị chưa biết là họ tên thật là gì. Người đó năm nay bao nhiêu tuổi chị? Người đó sinh 993. Sinh năm 93. Ồ, còn trẻ tuổi mà. Năm nay 29 tuổi. Dạ. Thế còn chị sinh năm bao nhiêu? 1982. 1982 là tuổi Tuất. Ồ, năm nay 40. Dạ. Rồi, chị có thể chị nói rõ là cái câu chuyện là lừa chị là bao nhiêu tiền và bao nhiêu vàng, vòng hay là bao nhiêu điện thoại? Hai cái điện thoại với cái thẻ ATM với chịu trong ấp cái điện thoại á. Dạ. Yeah. Chị bức xúc nhất là cái câu chuyện mà mới quen chị đúng không ạ? Tại bức xúc mới quen mà lừa gạt kiểu đó. Yeah. lấy xong phá số chặn Zalo hết trơn. Lấy cái là chặn của chị hết toàn bộ. Lấy rồi chặn liền luôn. Vì vậy cho nên chị ức chế chị từ Đồng Tháp chị về đây. Tức. Dạ, yeah, đúng không? Rất bức xúc. Chứ thực sự là nếu mà giá trị thì không có lớn. Đúng không ạ? Lớn nhưng mà mới chịu à. À. Giá mà trị mới thì mua hai cái điện thoại đó là mới mua trên mạng, chưa có góp tháng nào hết trơn. Chưa trả được xong tháng nào. Mới mới đóng mua có trước, có mua mới đóng trước 2 triệu mấy, còn chưa đóng tháng nào hết trơn. Gọi là hai điện thoại không là đã cả trên dưới 10 triệu rồi đúng không ạ? Trên dưới 10 triệu à. À, còn chưa kể tiền là tiền với thẻ ATM. Trong thẻ có tiền nữa. Có. Vì vậy chị bức xúc là chị đi từ bức ở đó về xúc đây. Nên các anh em Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ cho những cộng mộng lên để kiêu ngạo những thằng này thằng ông lường gạt nó. À. Chị có nhắc lại họ tên là gì không? Phin. Tên Phin. À. Phin Chóc. Họ người ta quê ở đâu chị? Chị có Bình biết Thuận. Không? Quê Bình Thuận. À, Phin Chóc. Quê Bình Thuận. Tên như vậy là có thể là người trên Zalo á. À. Nhưng mà chị đã gặp mặt khoảng bao nhiêu lần chị cũng nhớ không? Nhiều lần rồi. Gặp mặt nhiều lần, quen nhau mới 1 tháng. Ai là người làm quen ai trước chị? Người đó làm quen trước. Người làm quen chị trước. À, người đó làm quen là người ta tán tỉnh chị em sao? Tán tỉnh. Ta nói ta yêu thương rồi cưới hỏi nhưng mà ai ngờ vậy? À, là vậy chị cũng tin là thật. À, chị cho em hỏi một câu hơi tế nhị xíu, chị trước đây có gia đình chưa? Mình có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình luôn. Bây giờ mới gặp là người bạn này là bạn đầu tiên. Ồ, tội nghiệp cho chị ha. Chị hiện nay là mình gọi là mình làm việc ở đâu? Làm việc tại Bình Tân. À, làm việc Bình Tân Sài Gòn ha. À, vậy có thể mình gặp nhau ở Sài Gòn phải không ạ? Gặp nhau Sài Gòn. À, quen nhau từ Sài Gòn từ thành phố xong từ châu đốc An Giang từ về đó lập nghiệp. À, chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện là người bạn của chị lừa chị. À, tiền thì chị cũng đã nói rồi đúng không ạ, nó không có nhiều nhưng mà thực sự là bức xúc và mới quen được trên mới quen mà gạt cái đó. Dạ.
các đồng mạng chú ý giùm chút. Dạ. Xin các cảm ơn chị Nguyễn Thanh Hải mình giúp đỡ những người này nọ. Dạ. Chị có mong muốn nhất là hôm nay chị đến đây. Tôi mong muốn là tìm lại tài sản thôi chứ tôi không muốn lớn chuyện này nọ. Dạ. Chị đã nhờ công an chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Nhờ các anh em Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ những lấy lại những tài sản mất mát này rồi của tôi này nọ. Chỉ cần vậy thôi chứ tôi không muốn công an này nọ thì dính vô. Dạ. Rất nhiều các chị em hiện nay đã bị sập bẫy, đã bị lừa vì rất nhiều người đàn ông nói chuyện tán tỉnh trên mạng, nói những cái câu và những cái lời ngon, lời ngọt. Rất nhiều các chị em phụ nữ đã siêu lòng và vì vậy đã ngả lòng mà đã yêu. Chính vì vậy những người đàn ông đó đã tìm mọi cách thủ đoạn để lợi dụng lừa đảo tiền vàng bạc hoặc xe hoặc rất nhiều thứ khác. Hy vọng là cái video này được lan tỏa nhiều hơn nữa để cho các chị em phụ nữ tránh tình trạng giống như tôi vậy đó. Dạ, tránh tình trạng không bị lừa, bị sập bẫy giống như thế. Thì trong thời gian vừa qua thì việc đã xảy ra vô cùng nhiều. Chị còn điều nào muốn chia sẻ cho người bạn trai của chị hiện nay nếu xem được video này, bạn trai của chị sẽ đem trả lại cho chị tất cả những tài sản, những số điện thoại hoặc là thẻ ATM hoặc bao nhiêu tiền để trả lại cho chị được không ạ? Chị chia sẻ thẳng lắm lại. Dạ, xin các đồng mạng dưới đây, các Nguyễn Thanh Hải giúp cho tôi tìm lại những tài sản thôi, cho tôi không cần lớn chuyện, mong anh hiểu cho tôi. Tại vì hả, bắt cái gì tôi mới lên đây nhờ các anh này giúp cho tôi, chứ tôi không muốn làm lớn chuyện, mong anh trả tài sản lẫn những gì của tôi trả lại cho tôi này nọ. Trong thời gian hai người chung sống, người ta có quan tâm cho chị không? Người bạn của chị có quan tâm? Cũng quan tâm, mà không biết lý do gì mà tại sao mà lường gạt không biết. Tôi cũng không hiểu. Chị không hiểu lý do gì mà lừa gạt chị như vậy. Chứ người ta cũng quan tâm đến chị. Đêm đó cũng ân cần chăm sóc người nọ, cũng nâng niu lắm. Nhưng mà tôi không biết lý do gì mà tại sao lừa gạt gì kiểu đó. Cái đêm ân cần đó là đêm cuối. Cùng. Đêm cuối là sáng sớm là mất tiêu đó. Là sáng mắc, sớm hôm đó chị có... Phải ATM, mất điện thoại luôn, mất tiêu. Hôm đó là luôn. Chị có nhà không? Có. Có nhà luôn. Ngủ à? Luôn mà giật mình vậy là mất hết. Vì hôm đó là chị đang ngủ cho nên là ông gọi là ông bạn chị đi ha, gọi người bạn. Dạ. Đi mất chị không biết. Dạ đúng rồi. Bạn chị nào sử dụng, chị đã từng liên hệ và đã từng biết quê quán, địa chỉ cụ thể cũng của anh ta chưa? Cũng từng yêu nữa. Chị biết địa chỉ cụ thể của anh ta không? Dạ không, không chỗ biết. Làm không biết. Hiện nay thì chỗ làm không biết mà địa chỉ thì cũng không. Dạ không, cũng gần gần đó thôi. Dạ. Gần gần đường Bình Tân. Chị đang nghi ngờ là gần gần Bình Tân thôi. Dạ. Thực sự là chị chưa biết chính xác là người bạn chị đang ở đâu. Dạ đúng. Anh nói đi làm. Tôi cũng nghĩ anh đi làm chứ tôi không nghĩ gì. Dạ. Cũng nói chuyện với mẹ anh cũng vui vẻ này nọ. Mà mẹ anh cũng kêu anh Tết về, cũng hai đứa cũng định về. Mà không ngờ anh lường gạt kiểu đó, mà thà nói tương tiếng chứ đừng có làm kiểu đó. Giờ mong các anh chị, các đồng mộng, các đồng mạng này nọ, các Nguyễn Thanh Hải giúp cho tôi lấy lại những tài sản đó. Tôi mắc này nọ, lấy lại những tài sản này nọ. Tôi chỉ cần mong vậy thôi, chứ tôi không làm hại anh hết trơn á. Mục đích chính là mình lấy lại tài sản đó. Còn dạ. Có thể bỏ qua tất cả. Bỏ qua tất cả hết, tôi chỉ cần lấy lại tài sản của tôi thôi. Dạ. Tại tài sản đó mua, tôi chưa có góp gì hết trơn. Tôi cũng cực khổ đi làm kiếm tiền, cực khổ. Mẹ già còn ở nhà nữa. Còn là chị mới mua, trả góp hai cái điện thoại. Dạ mới mua. Vì vậy anh chưa... bạn thấy còn mới còn đẹp. Dạ đúng. Nhân cơ hội đó vì lý do là đó là cũng lấy hết đi luôn. Dạ đúng. Dạ. Mong là các anh chị giúp cho tôi. Dạ. Chị còn điều nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Dạ không. Không. Dạ. Dạ. Rồi em cũng chúc chị luôn thành công trong cuộc sống. Dạ. Hy vọng là trong những ngày sắp tới thì chị sớm lấy lại những số tài sản của mình. Dạ. Hy vọng là từ đây về sau thì mình quen những mối quan hệ, hãy cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe là một, kinh nghiệm đời sống là hai. Dạ. Bởi vì trên mạng xã hội hiện nay lừa đảo rất nhiều. Dạ. Rất nhiều các thành phần giả danh chị. Dạ. Nhé. Dạ. 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 Công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại. Dạ, quý chào, cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào. Xin phép xin chào em. Dạ, em có thể giới thiệu này, em tên là gì được không? Em tên là tên Hải. Tên Hải. Tên Hải ha. Dạ. Rồi. Mình ở đâu, hiện đang sinh sống tại đâu em? Dạ, em ở Long Khánh. Long Khánh, Đồng Nai ha. Dạ. Rồi. Em có thể giới thiệu cái câu chuyện của em mà tại sao em đi từ Long Khánh về Bình Dương để em nhờ sự giúp đỡ của các anh em ở đây? Dạ. Nói chung là em có quen nha. Nói chung là em có quen một người ở đó. Ở trên mạng qua tìm hiểu nhau rồi. Nói chung là
tìm hiểu nhau xong rồi người ta có lấy em mượn tiền em á, xong rồi người ta không có trả, cho nên là em lên đây nhờ anh lấy em lấy giùm. Rồi em có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà cái người bạn trai của em mà đang quen trên mạng, là em quen là cụ thể là quen lâu không, mà cái người bạn trai đó tên là gì em? Dạ quen một năm, gần một năm. Quen gần một năm liền. Dạ. Và là cũng rất lâu ha. Dạ, tên là Nguyễn Văn Công. Dạ. Em có thể giới thiệu là cái người bạn trai của em họ tên là gì đó? Nguyễn Văn Công. Nguyễn Văn Công. Dạ. Rồi. À, cái người đó là năm nay là bao nhiêu tuổi em? Dạ, sinh năm 1983. Sinh năm 1983. Dạ. Em có chắc chắn là một sinh năm 1983 không? Dạ có. Thì thấy người ta nói vậy em à, đó là người ta nói chuyện thôi. Dạ. Còn là cái tấm hình thì khi nào xong video thì công Trần sẽ đưa cái hình đó lên để cho cô chú anh chị và các bạn nhìn một cách khách quan, đó là cái sự thật và không có thật. Dạ. Bởi tấm hình đó thì chắc chắn là nhiều phần trăm là không phải người đàn ông này quen với em gái là sinh năm 1983. Dạ. Và người này có thể là rất nhiều tuổi rồi, nhưng mà có thể là đây là cái sự đánh lừa thôi, gọi là em nhẹ dạ cả tin, đúng không ạ? Chân yếu tay mềm đánh lừa một người phụ nữ. Hiện nay rất nhiều các tình huống, rất nhiều các tình trạng những người đàn ông nó là rất lớn tuổi nhưng mà đi dụ dỗ lừa đảo những người phụ nữ về tiền bạc, về tài sản, vì nhiều lý do khác vân vân, xảy ra hiện nay là vô cùng rất nhiều. Thì em có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện là em có sống chung với người ta hay không, mà cái mối quan hệ là em quen hệ quen là trên mạng. Dạ. Và gặp có thường xuyên gặp nhau không? Cũng nói chung là một tháng có gặp lần nha. Có tháng gặp. Dạ. Lần hay lần đó. Dạ. Là có. Dạ. Là có gặp nhau, có quen. Dạ. Thì người ta nói với em như thế nào mà em mượn tiền cho người ta? Thì người ta nói là người ta khó khăn đó, thì nói chung là quen thì thấy người ta khó khăn thì mình nhưng mà cảm thấy giúp đỡ thì mình cũng giúp đỡ. Dạ. Vẫn là trong cái mối quan hệ. Dạ. Và là tình cảm trước mắt, là đầu tiên là tình cảm. Dạ. Sau tình cảm thì người ta sẽ bắt đầu người ta tấn công em vào cái vấn đề kinh tế. Dạ. Đúng không? Thì người ta chia sẻ với em là nói chung là em cũng bị giở tay một năm mấy rồi mà không có khỏi á, là nên nhờ ba mẹ mà em mượn tiền người ta thì giấu ba mẹ á, thế mà em giờ thì không đi làm gì á. Hiện nay em chia sẻ là em bị gãy tay hơn một năm nay rồi, mà có mổ băng bó cũng rất nhiều lần, hiện nay chưa thành công, đúng không? Dạ. Vì vậy cho nên em hiện nay kinh tế cũng rất khó khăn. Mà cái người bạn trai đó em mới quen một thời gian cũng trên dưới một năm. Dạ. Bà đã lừa em một số tiền là bao nhiêu tiền? Dạ, 30 triệu. 30 triệu. Dạ. 30 triệu đó là tiền của em hay là em đi vay cho bạn trai em? Em đi vay ngân hàng dùng. Em vay ngân hàng dùng. Dạ. Cho bạn trai em, nhưng dạ, em là người đứng tên. Dạ. Thì bạn trai em có hứa là bao giờ trả em không? Thì lúc em vay là em nói là hứa, nói là 2 tháng trả, nhưng mà cái lúc 2 tháng thì người ta không trả, mà cũng không đưa tiền lời cho em, đóng tiền lời. Mà tới sang tháng thứ 3 thì cũng em nói, nhưng mà cái bắt đầu kiếm chuyện vòng vòng để muốn tốn gì thả, trốn tránh không muốn trả. Không muốn trả. Dạ. Hiện nay người bạn trai đó ở đâu và em có liên hệ được không? Dạ, ở Đồng Xoài. Ở Đồng Xoài, Bình Phước. Dạ. Em có tới nhà để tìm không? Dạ không. Không. Dạ. Đấy là Đồng Xoài, Bình Phước, là em theo như em được biết như vậy, nhưng thực sự là em chưa có tìm hiểu kỹ, đúng không? Dạ, em chưa có vô nhà lần nào. À, chưa vô nhà. Đó là người ta chia sẻ với em là năm nay là 39 tuổi, dạ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chia sẻ là nhà Bình Phước, nhưng thực sự là cái công việc chính. Dạ. Và quê quán ở đâu em chưa biết. Dạ. Anh nghĩ là cái chứng minh đó là chứng minh giả. Chưa chắc là chứng minh. Em không biết. Dạ. Theo anh nghĩ là chứng minh giả. Dạ. Đó. Từ ngày đó đến giờ phút này thì em có trò chuyện và có liên hệ điện thoại không? Nói chung mà lúc mà em kêu đòi tiền để người ta ấy mà em nhắn tin người ta không trả lời. Nhắn tin không trả lời. Điện cũng không nghe máy, chặn số em luôn. Em có mượn điện thoại của người khác để em liên hệ không? Có, em mượn thì nghe tiếng em tắt máy. Dạ. Nghe tiếng của em mà tắt máy. Dạ. Hiện nay thì số tiền đó chắc chắn người ta đang lừa em rồi. Dạ. Thực sự là những người đàn ông như vậy là xảy ra hiện nay trên mạng. Nó là vô cùng nhiều. Dạ. Rất nhiều các người đàn ông hiện nay vô cùng lợi dụng những người phụ nữ. Dạ. Nghe giảng tin có nhiều người lừa cả mấy tỷ, có nhiều người thì vài triệu đến vài chục triệu, vài trăm triệu. Dạ.
em có lời nào em muốn chia sẻ, nói chuyện thẳng thắn ở đây, hy vọng là cái người bạn trai của em đó xem được cái video này sớm quay lại trả tiền cho em, bởi vì hiện nay em đang vô cùng khó khăn, lâm vào bế tắc. Nói chung là em cũng mong người ta trả tiền cho em chứ trả cũng không muốn nữa. Em nói chuyện thẳng thắn thì các bạn trai em nghe được. Tại vì thứ nhất là em tay em bị như vậy phải ăn bám với gia đình. Em thì không đi làm đâu chị, cho nên chỉ mong người ta trả cho em thôi. Hiện nay là một bên tay thì không có làm việc được. Đã như thế thì hiện nay là phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Em có lời nào em muốn chia sẻ, muốn nói chuyện nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để tìm thông tin người bạn trai của em được. Em cũng mong cô chú trên cộng đồng mạng giúp đỡ cho mình, cho kiếm người đó trả tiền cho mình. 30 triệu thì theo như em thì em phải làm đến bao giờ em mới trả được? Nói chung là đối với người ta 30 triệu thì cái người mà lấy tiền em mà đã trả được, nhưng mà đối với khả năng của em thì quá lớn. Đối với em là 30 triệu là quá lớn, đúng không ạ? Hiện nay em cũng làm gì, em phải trả tiền lãi ngân hàng. Dạ. Đúng em không? Không có đi làm gì hết. Không làm gì. Lấy tiền đó rồi em lấy được tiền đó em trả tiền ngân hàng. Thì bởi vì em mới lên em nhờ mấy anh trên này. Vậy là em đi từ Lý Xuân Lộc, Long Khánh về đây. Dạ. Em đi từ sáng hả? Dạ. Vậy là đây là một trong những hoàn cảnh của nó là vô cùng đặc biệt, khó khăn. Cô gái một người đàn ông có lẽ là cũng rất lớn tuổi, nhưng giả bộ, đóng kịch, đóng giả, đưa những hình ảnh không có chân thật. Bà đã lừa dụ dỗ lừa bé gái, em gái này đã lừa được 30 triệu. Và hiện nay thì cũng bỏ mất tích. Để em gái này cũng không có tiền mặt, nhưng mà vì thương con người rất thật, vì vậy nên đã mượn tiền ngân hàng và đứng tên của mình. Và hiện nay thì người bạn trai đã bỏ trốn. Nếu trong vòng này tới anh em hiệp sĩ Bình Dương mà tìm được thông tin thì đưa ra công an có được không em? Em có đồng ý là đưa ra công an không? Hay là chỉ mục đích chính là chỉ lấy tiền được không? Lấy tiền là thang đúng không? Dạ. Không có đưa ra công an. Dạ. Em có nghĩ rằng chính cái người bạn trai của em đó mà đang nói là 39 tuổi đó, có thể là không phải lừa một mình em mà còn lừa hàng trăm hàng ngàn người khác, người phụ nữ khác. Em không biết. Em có tin điều đó không? Trong thời gian quen nhau một năm này em cũng không biết rõ là công việc của bạn trai em làm gì không? Người ta nói với em là làm bên mua bán nhà đất đó. Em có tin rằng người mua bán nhà đất mà lại phải đi mượn tiền của em để nhờ em một cái người chân yếu tay mềm hoặc phải vay ngân hàng, người cũng xứng đáng là một người buôn bán nhà đất không em? Em cũng không hiểu. Người đó chạy xe hơi hay là chạy xe Honda? Hay là đi Grab? Honda. Đi Honda xe gì em? Biển số xe, bao nhiêu? Em nhớ biển số xe Sirius. Xe Sirius? Dạ. Em nhớ biển số. Cỏ đất thì người ta người ta phải sang chảnh như cỏ đất thì ai để đi lừa một cô gái như vậy? Đúng không? Dạ. Thôi anh cha không biết nói gì hơn, anh chúc em luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Hy vọng là cái tay của em sớm hồi phục trở lại bình thường để em có thể đem đi làm. Yeah. Trước mắt là lấy tiền, trả đóng tiền ngân hàng. Yeah. Còn các anh em đây cố gắng hết sức để tìm hiểu thông tin và nắm bắt được, khi nắm bắt được thì tìm cách lấy lại tiền trả lại cho em. Yeah. Em nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ không Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.